Vòng 2 giai đoạn 2 của V-League 2023 chứng kiến những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, Hà Tĩnh thể hiện phong độ ấn tượng trong nhóm đua vô địch đạt kết quả hòa 2, 2 với Hà Nội FC. Dù văn quyết tỏa sáng, nhưng Hà Tĩnh không nao núng và có lối chơi lì lợm, dễ dàng gỡ hòa 2, 2. Trong khi đó, Viettel FC gặp khó khăn trước Nam Định và chỉ có được kết quả hòa 0, không vì thiếu vắng tiền vệ ra hôm nghe câu lạc bộ Công an Hà Nội đạt chiến thắng quan trọng trước Bình Định với bàn thắng duy nhất của Hồ Tấn Tài. Thắng trận này, câu lạc bộ Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 2 điểm so với Hà Nội FC và 3 điểm so với Viettel FC trong cuộc đua vô địch. Hoàng Anh Gia Lai cũng đã trụ hàng sớm sau chiến thắng trước Bình Dương.